mừng mọi người đến với căn nhà của mình. Để mình giới thiệu cho mọi người ngôi nhà nhỏ nhỏ của mình nhất. Đây là phòng khách, đơn giản, không có gì cả, hơi bừa bộn. Đây là phòng bếp, không có gì, vậy cũng ít khi đồ ăn. Đây là còn kia là phòng gym. Và bây giờ thì mình sẽ đi chơi với em trai của mình. Sau đó thì mình sẽ dắt mọi người đi một nơi rất là đẹp. Thì mình sẽ không nói bây giờ, tại mình khám phá đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi ăn trưa đã. Đói quá. Moments later. Tickets. So they love to work.
trưng bày hoa mới nhất ở Sing. Chỗ này mình chưa đi bao giờ, sẽ xem bên trong có gì. Don't forget, click like, comment, and subscribe.